đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Gian hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau điểm tin có bài An Giang thúc đẩy bình đẳng giới, trước hết là điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Trong tuần, Thường trực Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành quỹ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng của năm 2024, dưới sự tập trung chỉ đạo của Thành ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và sự quyết liệt của các cơ quan ban ngành địa phương, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, khách tham quan du lịch trên 5 triệu lượt, đạt 100,84% chỉ tiêu, tăng 3,26% so cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt trên 639 tỷ đồng, đạt 109,6% so dự toán tỉnh và thành phố giao, đạt 108,58% so cùng kỳ. Tổ chức thành công lễ hội Dế Bà Chúa xứ núi Sam, kỷ niệm 10 năm lễ hội Dế Bà Chúa xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024. An sinh xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương đánh giá cao những kết quả đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc đã đạt trong 9 tháng qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc nêu cao quyết tâm, nỗ lực tạo đột phá mạnh mẽ, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, làm tiền đề động lực phát triển cho những năm tiếp theo. Theo đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và dân dận, trong đó lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm chương trình làm việc năm 2024 của thành quỹ, ban thường vụ thành quỹ, quan tâm phối hợp các sở ngành của tỉnh, thực hiện tốt nghị quyết 02 NQ trên Tu ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố châu đốc đến năm 2025, tỉnh hướng đến năm 2030 tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận hội nghị trung ương tư khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn giới đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch tôn đức thắng. Quy định 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, tập trung lãnh chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo chuẩn bị tốt văn kiện và xây dựng đề án nhân sự đại hội đảm bảo chất lượng, phù hợp tình hình thực tế của thành phố. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Châu Đốc tập trung rà soát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn đề xuất các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 phối hợp các sở ngành tỉnh, chuẩn bị tổ chức chú đáo các hoạt động kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịnh tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024, tổ chức vào tháng 11 năm 2024, tham mưu chuẩn bị tốt công tác phục vụ đoàn công tác của tỉnh, bảo vệ hồ sơ trên UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể lễ hội với bà Chúa xứ Núi Sam. Triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị tốt kế hoạch vận động chăm lo gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết ất tỵ 2025, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu trong mùa nước nổi tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị với Dương quốc Campuchia. Trong tuần, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 lần một cấp thành phố. Để chuẩn bị điều kiện cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Châu Đốc và phường xã đã triển khai thực hiện các bước đầy đủ, đúng quy trình, quy định qua xét duyệt, chính trị, chính sách tại các xã phường. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Châu Đốc có tổng 4.238 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 1.809 hồ sơ, 2 hồ sơ, miễn quản chưa gọi nhập ngũ. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã thống nhất các phương pháp, tiêu chuẩn xét duyệt cũng như số lượng chất lượng công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ Quân sự 2025 và các loại danh sách công dân trong độ tuổi đủ điều kiện xét duyệt. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố và các phường xã đã dành nhiều thời gian ý kiến, giải pháp đối với các trường hợp tạm quản, phân tích nguyên nhân, lý do, những thuận lợi khó khăn cần tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Võ Chí Trung Nhấn mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ rất quan trọng của địa phương, hàng năm đều thực hiện đạt kết quả tốt. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện đúng yêu cầu và theo dõi, đôn đốc thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Tiêu chuẩn xét duyệt cần đảm bảo về lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, hoàn cảnh kinh tế của thanh niên và gia đình kiểm tra kỹ về sức khỏe của từng thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản luật có liên quan, tuyên truyền vận động hội viên nhân dân, các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tuần thường trực hội đồng nhân dân thành phố châu đốc tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2024 từ đầu năm đến nay thường trực và các bang hội đồng nhân dân thành phố châu đốc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật định đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng tập trung trọng tâm trọng điểm mang tính thiết thực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 10, 11, 13 và kỳ họp giữa năm 2024, kỳ họp thứ 12, xem xét ban hành 20 nghị quyết liên quan công tác nhân sự, quỹ ban nhân dân và hội thẩm nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách địa phương, đầu tư công, trung hạn, nguồn ngân sách thành phố và nguồn công đức tại Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam. 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tiếp tục xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức kỳ họp cuối năm 2024. Kỳ họp chuyên đề nếu có Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện giám sát, thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết và trình thường trực thành quỹ cho ý kiến việc tổ chức kỳ họp và tổ chức kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và trình thường trực thành ủy cho ý kiến việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, ra soát các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp hội Hội đồng nhân dân phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, kết hợp với đối thoại giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong tuần, công an thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Giáo dục đào tạo thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm, thực hiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Các tổ phòng cháy chữa cháy các cơ sở và học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được cán bộ chiến sĩ công an thành phố tuyên truyền, giới thiệu mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, các chiến sĩ công an đã hướng dẫn một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình và trường học, cách xử lý sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, cách cứu nạn cứu hộ an toàn các em học sinh được tìm hiểu cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt các đám cháy như bình chữa cháy sách tay, mặt nạ phòng độc, kèm cộng lực, máy cắt cầm tay, lăn phun nước, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, máy bơm chữa cháy và được trực tiếp thực hành trải nghiệm cùng các chiến sĩ công an trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên học sinh các trường trung học cơ sở góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trường học gia đình và có kiến thức chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra trong tuần, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số nội dung về các văn bản pháp luật như luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các văn bản có liên quan, chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, luật xử lý vi phạm hành chính. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế trẻ em gái. Qua đó, nhằm trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới ở các lĩnh vực các em có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn có sức khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong những năm tháng đầu đời quan trọng mà cả khi trở thành phụ nữ. Ngày quốc tế trẻ em gái ra đời còn nhằm nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái và phụ nữ, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về quyền bảo vệ chăm sóc trẻ em gái. Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động các bà mẹ các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, các cơ quan đơn vị, ngành y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình ở An Giang tăng cường nhiều nội dung truyền thông, thúc đẩy cộng đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái và phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con, một bề là gái. Tăng cường vận động giáo dục, cung cấp kiến thức sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, từng bước thay đổi tư tưởng nhận thức, hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, gia đình về vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Cùng với đó, tuyên truyền các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, thực trạng hậu quả của lựa chọn giới tính thai nhi, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu, thực hiện sinh con đúng chính sách dân số, tuyên truyền vị thành niên, thanh niên về quan hệ tình dục an toàn và nâng cao nhận thức về lợi ích sử dụng các biện pháp tránh thai, đồng thời lồng ghép tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình pháp luật của nhà nước về dân số tại dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để mạnh truyền thông trên nền tảng internet mạng xã hội về những nội dung sự kiện của công tác dân số lồng ghép với các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 và ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 với các hoạt động truyền thông khác nhằm đảm bảo hiệu quả tuyên truyền đến người dân nhiều năm qua An Giang duy trì biểu dương gia đình tiêu biểu sinh hai con một bầy là gái thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2023 đã biểu dương 43 gia đình tiêu biểu sinh hai con, một bề là gái, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đây là những gương sáng đã vượt lên tư tưởng định kiến trọng nam khinh nữ. Qua đó, khích lệ các cặp vợ chồng chấp hành tốt chính sách dân số, sinh đủ hai con, thực hiện tốt luật bình đẳng giới đồng thời tạo sự lan tỏa trong công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình và truyền thông mức cân bằng giới tính khi sinh góp phần đưa tỷ số khi sinh của An Giang dưới 109 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2030. Quý vị và các bạn nhận nghe bài An Giang thúc đẩy bình đẳng giới. Thưa quý vị, với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe phong phú, cùng với việc kế thừa và ứng dụng tốt phương pháp y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, Hội đồng y phường Châu Phú B thời gian qua đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hội đồng y phường Châu Phú B hiện có 28 hội viên, 4 chi hội đồng y, trong đó có một tại trạm y tế, 3 chi hội nằm trên địa bàn khóm, gắn liền với 3 phòng chẩn trị trực thuộc hội. Hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện phương châm thầy tại nhà, thuốc tại chỗ. Trong mỗi gia đình, hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình dưới dạng qua kiển để điều trị những bệnh thông thường. Bên cạnh đó, hội luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, xây dựng kế hoạch phương án tăng cường phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị mọi lực lượng khi có dịch bệnh xảy ra, đồng thời hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kết hợp với trạm y tế địa phương xây dựng dừng thuốc nam trong nhiệm kỳ hệ thống chuyên môn của hội từ phòng chứng trị cho đến cơ sở hành nghề y học cổ truyền đã hoạt động tích cực phân đấu thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng đông y ở tuyến cơ sở là 40% theo kế hoạch của thành hội các phòng chứng trị của hội đã khám và điều trị bằng y học cổ truyền đạt trên 40% so với tổng số lần chữa bệnh chung của trạm y tế tổng số lượt người được khám và điều trị trong nhiệm kỳ qua là 71.929 lượt người tăng 29,12% so với nhiệm kỳ trước ngoài ra hội hút trên 251.000 thang thuốc phục vụ chữa bệnh đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với các thủ thuật không dùng thuốc để giảm chi phí cho người bệnh nhưng vẫn đạt kết quả cao trong điều trị như xoa so bóp châm cứu xung điện ấn nguyệt việc kế thừa phát huy và bảo tồn di sản đông y dân tộc luôn được hội chú trọng hội thường xuyên động viên các lương y giỏi công hiến tập hợp phân loại các bài thuốc hay thuốc quý Bên cạnh đó, Hội đông y đã làm tốt công tác sưu tầm phát triển dược liệu, cùng với một lượng lớn cây thuốc do người dân đóng góp mỗi khi đi khám và chữa bệnh, do đó đã tạo được nguồn thuốc phục vụ cho công tác điều trị bệnh. Số dược liệu được hội sưu tầm trên 120.000 kg. Hội có đủ các loại thuốc đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng đông y. Ngoài ra, hội còn thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác rất thiết thực, phối hợp dẫn động các mạnh thường quân, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nghèo với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân trong và ngoài địa bàn. Bằng những hoạt động thiết thực, Hội đồng y phường châu Phú Bi đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm lo cho sức khỏe của người dân trên địa bàn với phương châm lưng y phải như từ mẫu. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phát quy vai trò của Đông y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dinh Tế đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn vốn dài ưu đãi quỹ thác từ ngân hàng chính sách xã hội thành phố qua đó giúp chị em hội viên tự tin năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế dâng lên thoát nghèo làm giàu chính đáng xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc xác định công tác dây vốn là yếu tố quan trọng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình nền tảng để quan thành các chương trình mục tiêu công tác hội hàng năm hội liên hiệp phụ nữ xã luôn phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ thành phố ngân hàng chính sách xã hội thành phố tuyên truyền phổ biến triển khai các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với các đối tượng chính sách như mức lãi suất, các chương trình cho vay, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ giai vốn trong việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích vay, tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ góp phần tạo lập ý thức tiết kiệm, giảm gánh nặng trả nợ khi hết hạn, giảm thiểu tình trạng nợ xấu phát sinh, hướng dẫn và phổ biến quy định của ngân hàng chính sách xã hội đến tổ viên trong tổ qua các buổi sinh hoạt Cùng với đó, yêu cầu các tổ thực hiện đúng quy trình quỹ thác cho giai hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, trong đó chú trọng công tác bình xét cho giai vốn đúng đối tượng, công khai dân chủ, bảo đảm quy trình, đồng thời ra soát lại chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và giai vốn để củng cố kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động quỹ thác giống giai của Hội Liên hiệp Phụ nữ mà hoạt động tín dụng chính sách đi vào nề nếp, vốn giai hàng năm tăng dần, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định cuộc sống. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế đang quản lý 6 tổ tiết kiệm và dây vốn với 201 hộ giai, Trong đó có 154 hộ hội viên phụ nữ với tổng dư nợ 7 tỷ 637 triệu đồng. 9 tháng đầu năm, hội đã kết hợp ngân hàng chính sách xã hội giải ngân hai chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm cho 45 hộ giai với tổng số tiền 1 tỷ 103 triệu đồng nguồn vốn được các hộ gia đình sử dụng để kinh doanh buôn bán nhỏ, chăm sóc cây trồng, chăn nuôi, sản xuất nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hoạt động quỹ thác giữa ngân hàng chính sách xã hội thành phố và hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn xã Dinh Tế đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thông qua hoạt động gia vốn cán bộ hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức kinh nghiệm về quản lý và điều hành vốn dai hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thêm gắn bó với tổ chức hội nâng cao ý thức trách nhiệm biết quản lý sử dụng giống dai đúng mục đích mạnh dạng trong cách nghĩ cách làm việc sử dụng và quản lý tốt nguồn giống dai của hội liên hiệp phụ nữ xã dịch tế đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương có tác động mạnh mẽ thiết thực cho công tác giảm nghèo tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Hội Liên nghiệp Phụ nữ xã Dinh Tế quản lý tốt nguồn vốn quỹ thác. thưa quý vị và các bạn những năm vừa qua lừa đảo trực tuyến đã và đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới trong đó có việt nam các đối tượng lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao gây bức xúc trong dư luận và quân chúng nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội nạn lừa đảo xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự đa dạng về hình thức phạm vi hoạt động xuyên quốc gia các đối tượng liên tục thay đổi phương thức sử dụng nhiều thủ đoạn phạm tội mới hoạt động tinh vi chuyên nghiệp hơn có sự móc nối học tập kinh nghiệm của các băng nhóm tội phạm trên thế giới cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tuy nhiên vẫn có nhiều người dân nhận thức chưa đầy đủ hoặc chưa nhận thức được phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng thiếu cảnh giác và ý thức tự bảo vệ bản thân khi hoạt động trên môi trường mạng nên đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua công tác nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ công an xác định các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều hình thức khác nhau, nhắm đến mọi khía cạnh đời sống xã hội của người dân. Với mỗi phương thức, các đối tượng đều xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khác nhau. Đặc điểm của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng là hoạt động trên không gian mạng hoặc sử dụng các thiết bị phần mềm công nghệ có tính ẩn danh cao để thực hiện hành vi phạm tội khai thác lỗ hỏng bảo mật trên các thiết bị điện tử hoặc sơ hở của người dùng khi tham gia môi trường mạng đánh vào lòng tham tâm lý hoang mang thiếu nhận thức cảnh giác của người dân khi tham gia mạng xã hội hoạt động có tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm khác nhau xây dựng kịch bản cho nhân viên trước từng tình huống cụ thể lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ diễn thông, Internet, ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã xác định 11 phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay và ban hành cẩm nang về dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Các hình thức lừa đảo trực tuyến, lừa đảo mua bán hàng hóa dịch vụ, vé máy bay, du lịch giá rẻ. Dấu hiệu: Các đối tượng đăng tải bài viết quảng cáo các loại hàng hóa dịch vụ với mức giá rẻ hơn so với thị trường. Khi người dân liên hệ các đối tượng tạo vỏ bọc uy tín, yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước, sau đó chiếm đoạt số tiền trên. Đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm thị thực du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Sau khi nạn nhân chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước chi phí, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ, sau đó lấy nhiều lý do khác nhau để không trả tiền lại. Giả mạo website hoặc fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, like, quá đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển tiền để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền và chặn liên lạc. Mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế, tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, đăng tải nhiều bài viết thể hiện việc đặt vé máy bay cho nhiều đoàn khách khác nhau. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin hoặc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo vé máy bay giả và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Biện pháp phòng tránh để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn mua sắm hàng quá hoặc các gói dịch vụ trên mạng, nên lựa chọn mua hàng, dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt giá máy bay của những công ty uy tín. Để yên tâm hơn, người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem quá đơn chứng từ giấy phép hoạt động kinh doanh giấy tờ chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch đề nghị thanh toán sau khi nhận và kiểm tra hàng đối với các giao dịch mua hàng trực tuyến đồng thời chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền thông thường tên các website giả sẽ gần giống với các tên website thật nhưng sẽ có thêm hoặc thiếu một số ký tự tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như cc xyz tk đặc biệt đối với các trang mạng xã hội hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh đã được xác thực hoặc chọn các trang mạng xã hội uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán, lưu lại thông tin liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. 2. chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, sau đó giả mạo người thân quen nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Đây là hình thức lừa đảo khá phổ biến, các đối tượng sau khi đánh cắp được tài khoản mạng xã hội sẽ nghiên cứu cách thức nói chuyện của chủ tài khoản với bạn bè, người thân hoặc thu thập các video của chủ tài khoản còn lưu trên mạng xã hội, sử dụng căn cước công dân giả, đăng ký tài khoản ngân hàng online trùng với tên của chủ tài khoản mạng xã hội bị đánh cắp, khiến cho nạn nhân làm tưởng rằng đang chuyển tiền cho bạn bè, người thân của mình, sau đó nhắn tin hoặc gọi điện cho người thân quen, hỏi dây tiền hoặc nhờ chuyển khoản hộ dấu hiệu tin nhắn hoặc email đáng ngờ nếu bạn nhận được một tin nhắn hoặc email từ một người bạn trong danh sách bạn bè yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện hành động khẩn cấp hãy cảnh giác đặc biệt nếu tin nhắn có chứa các lời khẩn cấp đe dọa hoặc yêu cầu không phù hợp hãy kiểm tra lại xem có phải tin nhắn thực sự từ bạn bè của bạn hay không sự thay đổi đột ngột trong ngôn ngữ hoặc phong cách viết nếu tin nhắn từ bạn bè có sự thay đổi đột ngột trong cách viết, từ ngữ không giống với phong cách thông thường hoặc có chứa các lời lẽ lạ lùng, cẩn thận hơn. Đường link đáng ngờ, kiểm tra đường link được chia sẻ trong tin nhắn, nếu đường link có dấu hiệu đáng ngờ như URL không phổ biến. Nếu ký tự an toàn hoặc đều hướng đến các trang web không rõ nguồn gốc hoặc đáng ngờ, hãy tránh nhấp chuột hoặc truy cập vào đường link đó. Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập, lưu ý rằng bạn không nên cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin đăng nhập, tên đăng nhập, mật khẩu thông qua tin nhắn hoặc email lừa đảo, thường sử dụng chiêu này để chiếm quyền điều khiển tài khoản của bạn. Biện pháp phòng tránh: Nếu bạn hoặc người thân gặp phải bất kỳ dấu hiệu nào như trên, hãy thực hiện các biện pháp sau. Xác minh thông tin: Nếu bạn nhận được một tin nhắn hoặc email đáng ngờ từ một người bạn, hãy thử liên hệ trực tiếp với họ thông qua các phương tiện khác, điện thoại, tin nhắn, email để xác minh tin nhắn đó có phải từ họ hay không. Đừng sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong tin nhắn đáng ngờ để xác minh thay đổi mật khẩu ngay lập tức của tài khoản mạng xã hội và sử dụng một mật khẩu mạnh bao gồm cả chữ hoa chữ thường số và ký tự đặc biệt báo cáo sự cố thông qua mạng xã hội hoặc các liên hệ khác như điện thoại email thông báo cho bạn bè và người thân trong danh sách bạn bè của bạn về tình huống và cảnh báo họ không nên tin tưởng hoặc phản hồi vào những tin nhắn lừa đảo không clip vào đường dẫn lạ cho người thân, bạn bè gửi qua mạng xã hội, tìm cách liên lạc trực tiếp với người thân để kiểm tra thông tin. Ngoài ra, hãy luôn giữ cảnh giác và tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản như không chia sẻ thông tin cá nhân và mật khẩu với bất kỳ ai, không bấm vào các liên kết không rõ nguồn gốc hoặc tin nhắn đáng ngờ và cập nhật phần mềm bảo mật định kỳ để tránh các lỗ hỏng bảo mật. 3. Lừa đảo chuẩn quá thông tin cá nhân, thuê bao di động, VNID, tài khoản ngân hàng để yêu cầu truy cập hoặc cài đặt ứng dụng độc hại. Đây là hình thức lừa đảo giả danh cơ quan quản lý nhà nước để yêu cầu người dân truy cập đường link chứa mã độc hoặc tải về ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Sau khi người dân lít vào đường dẫn hoặc tải về ứng dụng cho phép truy cập thiết bị, các đối tượng sẽ thu thập được dữ liệu về thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản dấu hiệu, cuộc gọi đến từ số điện thoại cá nhân hoặc số điện thoại giả mạo thương hiệu như Vina ID, 113, Vinaphone, Viettel, các đối tượng giả danh cơ quan quản lý nhà nước, cảnh sát khu vực, cán bộ, quản lý, hậu tịch, nhà cung cấp dịch vụ diễn thông hoặc nhân viên ngân hàng, thông báo đề nghị người dân bổ sung hoặc sửa đổi dữ liệu thông tin cá nhân để chuẩn quá theo quy định. Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để chuẩn quá hoặc truy cập vào các đường dẫn giả mạo tải ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử hoặc các tài khoản ngân hàng thuê bao di động đối tượng gây áp lực bằng cách đe dọa nếu không làm theo hướng dẫn thì có thể sẽ bị khóa thuê bao di động khóa tài khoản ngân hàng hoặc cơ quan công an sẽ đến nhà làm việc trong một số trường hợp, để tạo lòng tin, các đối tượng gọi video call cho người dân với trang phục công an hoặc giả mạo văn phòng, làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Biện pháp phòng tránh, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xin là cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên ngân hàng, nhà mạng, đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ cung cấp thông tin của bản thân cho người khác qua điện thoại hoặc mạng xã hội liên hệ trực tiếp đến công an phường xã nơi cư trú khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa bổ sung thông tin cá nhân liên hệ đến số hotline của nhà mạng ngân hàng khi nhận được yêu cầu chuẩn quá thông tin thuê bao hoặc tài khoản ngân hàng giả mạo cơ quan tổ chức cá nhân tuyển người mẫu cầu thủ nhí người đại diện thương hiệu sau đó lôi kéo làm nhiệm vụ online lợi dụng các sự kiện lớn sắp diễn ra hoặc thời gian nghỉ lễ của trẻ nhỏ các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội đăng thông tin tuyển người mẫu ca sĩ cầu thủ nhí hoặc tuyển đại diện cho các thương hiệu lớn để quảng bá sản phẩm sau khi người dân đăng ký tham gia chúng sẽ thu thập thông tin cá nhân của người dân và gia đình các đối tượng tiếp tục hướng dẫn người dân vào trang web của chương trình để làm nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bình chọn, sau đó yêu cầu chuyển tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Dấu hiệu đối tượng chủ động tạo lập các trang web, trang Facebook lấy danh nghĩa các công ty truyền thông, trung tâm đào tạo bóng đá đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội. Khi người dân liên hệ, sẽ được các đối tượng hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và gia đình. Sau đó, các đối tượng gửi đường dẫn để người dân truy cập vào đăng ký tài khoản, làm nhiệm vụ online, chuyển tiền đặt cọc để hoàn thành nhiệm vụ, nhận lại tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Được mời vào các nhóm kính trên mạng xã hội, trong đó có nhiều tài khoản, vào dai, các phụ huynh khác để thúc giục nạn nhân chuyển tiền hoàn thành nhiệm vụ. Biện pháp phòng tránh, tìm hiểu kỹ về các công ty, trung tâm trước khi đăng ký cho bản thân và người nhà tham gia các chương trình qua mạng xã hội, chỉ chọn các công ty, trung tâm có uy tín, đã kiểm tra xác thực chính xác thông tin, liên hệ hotline của các công ty đăng tải trên trang web chính thống. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người thân cho các trang web, trang mạng xã hội khi chưa xác định chính xác mức độ uy tín để phòng tránh việc bị lừa đảo cũng như các mục đích xấu khác. Cảnh giác trước khi chuyển tiền phí tham dự chương trình, nếu có thể hãy đến trực tiếp văn phòng của công ty trung tâm để làm việc, không thực hiện các giao dịch chuyển tiền để làm nhiệm vụ online. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.